Tiếp theo là cái lô số 71 nha quý vị. Lô này có 15 cây sâm hương, 200 bao phí ship. Anh nào mua cọc trước 100 nha, còn lại shipper thu hộ nha. 15 cây siêu nhỏ nha quý vị, ngón tay tôi nè. Một cây nè, hai nè, ba nè, siêu nhỏ nha quý vị, dài dữ lắm rồi. Cái số 4 nè, số 5 nè, 6 nè, đụng xịt luôn ha, 7 nè, 8 nè, 9 nè, này dán tông dân nhân, 10 quái nè, 11 nè, để chủ yếu về vui thôi quý vị, siêu lùng luôn nè, 12 nè, 13 cũng vậy nè, đụng tít luôn nè, 14 nè, 15 nè, rồi xuống luôn quý vị ơi, 15 cây 200 ha.